Mình này, quý vị hôm nay phi còn ở chỗ anh Lộc thì là chú Nguyên Hà. Chú quý vị còn nhớ chú Nguyên Hà tới không? Thì con hỏi là hôm chú vui không chú? Đây. Hôm chú vui không? Ông Trôm thắng chú vui không? Đêm hôm lễ thiêng liêng là không phải một mình chú vui. Toàn thế giới và ngay nước Mỹ, tất cả các tiểu bang đều vui hết. Và chú không có chợp mắt được sau khi mà nếu không được nghe những cái lời đầu tiên Tổng thống Trump, sau khi ông ấy được tuyên bố, cái này không phải là cái phe Cộng hòa tuyên bố là ông Tổng thống Trump đắc cử, mà phe Dân chủ chính thức tuyên bố rằng Tổng thống Trump đã thắng cử, thắng một cách áp đảo rồi. Áp đảo luôn. Chừng đó mình mới tin rằng Tổng thống Trump đã thật sự đắc cử. Cái này này không, mà mình không đợi là Tổng thống Trump nói, mà mình đợi phe Dân chủ xác định. Mình mới biết chắc rằng Tổng thống Trump đã đắc cử. Và cái điều mà ngày hôm nay anh em chú cháu mình đứng đây nói với nhau á, thì Nguyên Hà chỉ với băng một cái tâm hồn rất là nhỏ bé thôi, nói với, chia sẻ với Ngọc Trần, với Nệ Phi Phi và tất cả quý vị đồng hương của mình trên toàn thế giới, là một kỷ nguyên mới đã được mở ra dưới ánh sáng mặt trời và sự bao dung của Thượng Đế. Nếu không có Thượng Đế trong trận chiến này, bảo đảm thế gian này sẽ rơi vào cảnh của xào xáo địa ngục. Đó, thành ra ngày hôm nay á, là chú Nguyên Hà và anh Nguyên Hà cũng như quý vị biết là đây là những tâm lòng, những tâm hồn đạo hạnh, những tâm hồn đạo đức, những con người mà đã dám hy sinh tất cả để ủng hộ cho một tên đúng rồi quý vị. Hôm bữa là ảnh ảnh khắc ở phía sau là chữ Trôm đó quý vị, mà hôm nay tóc dài rồi nè, cho nên là hết thấy rồi. Tí ra bỏ ra mấy chục đó đi làm lại. Thành ra một lần nữa thì để vắn tắt cái câu hỏi mà Phi Phi nói, thì chú Nguyên Hà chỉ có thể chia sẻ với em Lộc Trần và Phi Phi rằng kỷ nguyên mới, ánh sáng mặt trời mới, thế hệ mới, thế giới mới đã mở ra với tất cả chúng ta trên toàn cầu này, trong đó có dân tộc và đất nước Việt Nam trong và ngoài nước. Một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra và chúng ta rất là hạnh phúc. Chắp tay lại cảm ơn Thượng Đế rằng anh em chú cháu mình đã được sống cho đến ngày hôm nay. Qua tất cả những cái biến cố đau thương của trần gian, của con người, của nhân loại, những cái đại dịch, tụi mình được sống ngày hôm nay để nhìn thấy cái ngày vinh quang của thế giới, không của riêng của Tổng thống Trump mà của con người. Nếu không có bàn tay và sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, của Thượng Đế, của Chúa Phật, của các đấng bề trên, các đấng sáng tạo, thì anh em chú cháu mình chắc chắn kỳ này sẽ rơi xuống một cái vực thẳm, muôn đời không bao giờ thoát được. Muôn đời luôn hả chú? Muôn đời như luôn, như không vậy, bao giờ thoát được. Như vậy là qua góc nhìn của chú là cái việc thắng cử của ông Trump hôm nay là có bàn tay của bề trên sắp đặt. Chắc chắn có bàn tay của đấng tạo hóa sắp đặt. Và nếu không có sự mầu nhiệm và sức mạnh của bàn tay tạo hóa, bảo đảm sẽ không có chiến thắng của Tổng thống Trump. Cái này mình phải nói thật như vậy. Đúng không? Đúng. Sức con người không làm được. Thế lực đen của ma quỷ nó rất là mạnh, nó cực kỳ mạnh. Cửa địa ngục đã mở ra trong suốt thời gian qua, cửa địa ngục đã mở ra, nó tràn lan hết. Chú không dám nói thêm nữa, nó tràn lan hết quỷ không. Đến nỗi Kinh Thánh và Đức Phật cũng đã đa ra những thông điệp rằng cứ 9 người mình gặp trên cái bước đường mình đi đây là hết. 10 người mình thấy thì 9 người nó là ở dưới nó lên. Ôi trời ơi, con nổi da gà luôn đó chú. Cái đó là nói thật. Cái đó là chú nói thiệt như thế. Con nổi da gà. Và nếu mà Phi Phi và Lộc mà để ý một tí xíu, chúng ta sẽ nhìn thấy cái sức mạnh mầu nhiệm, thần lực của đấng tạo hóa. Nếu không có thần lực của đấng tạo hóa của tâm linh, tụi mình tiêu hết. Chú có nghĩ là ông Trump cũng là một vị nào đó mà hiện thân để nhận được cái năng lượng từ cái bề trên? Chú đã nói rồi, trong cái ca khúc chú viết cách đây mấy tháng trước ngày bầu cử là Trump, God has chosen you, tức là Thượng Đế đã chọn ông rồi, ông cứ yên tâm, không thằng nào giết ông được hết. Đó, bạn ca khúc đó chú đã được gửi đi rồi, chú đã gửi thẳng cho Melina rồi. Thì chú không biết là phản ứng sẽ ra sao, bởi vì mình nhỏ bé quá đi. Cái tiếng nói của mình không ấy, với những cái thứ thế lực thù nghịch nó không có muốn phổ biến. Chú nói thêm, nó không muốn mình phổ biến. Nhưng mà em Lộc thì cứ đòi hỏi phát cái bài đó. Chú thì chú thận trọng, chú thận trọng, vì đó là cái tiếng nói thật nhất của người Việt Nam. Dạ thưa chú, cái bài hát nó có phải là nằm trong cái USB mà vừa rồi con cầm đi tặng đưa cho ông Ngô Tuấn Kiệt? Đúng rồi, cái đó hôm đó là cháu có một cái thiên mệnh đó, cháu có một cái sứ mệnh đó, nhưng mà chú tiếc rằng
mình không tiện nói ra đây. Dạ dạ dạ, dạ dạ. Mình hiểu rồi. Dạ. Chú nhìn cái video đó chú rất là thương Phi Phi. Cảm ơn chú đã phải chịu đựng một cái thực tế phũ phàng quá. Dạ. Thấy không? Đúng dạ. Rằng mình tưởng rằng tâm linh nó phải khác đi mà cuối cùng nó lại. Dạ. Thì mình hiểu rồi, không nói thêm không nữa. Nói, nhìn là hiểu rồi. Nhìn là hay hiểu là rồi. Biết rồi. Đó là biết rồi. Dạ. Thành ra tất cả những cái đó thì thôi ngày hôm nay chứ trong cái niềm hạnh phúc. Chú vừa mới nói chuyện với bà xã, chú là cái người mà sát cánh với chú trong tất cả mọi hoàn cảnh, sướng khổ, đau buồn, hạnh phúc, các thứ. Là chú nói là một kỷ nguyên mới đang đã và đang mở ra, và chúng ta nên cảm ơn cảm tạ Thượng Đế. Cái điều mà chúng ta cần làm, nếu là Phật, chúng ta nên biến chùa lễ Phật để cảm tạ Đức Phật, cảm tạ ơn Đức Phật. Và nếu chúng ta là người Công giáo, chúng nên đi tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn ngôi cao ba Thiên Chúa ba ngôi, là Ngài đã cho chúng ta được sống cho đến ngày hôm nay, để được nhìn thấy cái ánh sáng ngày hôm nay. Hôm nay có một cái hiện tượng lạ mà Phi Phi biết nó là cái gì không, về vấn đề thiên nhiên. Con thấy hôm nay trời nổi gió, con nổi da gà đó. Để con nói với chú, con phải cầm máy con quay lúc trời đó. Vẫn nắng mà gió lồng lộng thổi, cái đó là cái gì? Đó là cái sức mạnh của tạo hóa, của thiên nhiên, của đấng sáng tạo. Yeah. Đó. Thưa đó. Chú, con lúc đó con cầm máy con quay á, tại vì con thấy á, là những cái lá nó rơi xuống đó. Ông anh đóng qua thăm Nguyên Hà nữa. Yeah. Thưa chú, con thấy những cái lá nó rơi xuống, nó bay lung lăng tăng trên mặt đường, giống như là hoa trời rải xuống vậy đó chú. Nó lấp lánh như là hoa trời, đúng rất là thế. Đẹp. Phi Phi, chú nói thêm nhân tiện đây trong cái câu chuyện rất là bất tình cờ này. Tình cờ. Chú báo cho Titi một tin vui. Dạ. Phi Phi về hỏi lại Chí Định câu chuyện tối hôm qua chú Nguyên Hà gọi cho Chí Định. Dạ. Và hỏi cái câu chuyện đó là câu chuyện gì? Gì? Để Phi Phi có được một cái niềm hạnh phúc và những cái gì nó sắp xảy ra mà chú đang làm cho Chí Định sắp tới đây nè. Dạ. Dạ. Sẽ rất là vui. Tí nữa Phi Phi về hỏi Chí Định xem là ok chú Nguyên Hà tối hôm qua nói với anh cái gì. Đó thì chú không tiện chú không tiện tiết lộ ở đây. Dạ chú. Nhưng mà điều đó nó sẽ thiên cơ bất khả lộ ở đây. Nó sẽ lộ ra trong nay mai thôi chứ không lâu nữa đâu. Dạ. Chí Định là cái người chú chọn. Vậy hả chú? Là cái người chú chọn. Là coi như là cũng là một thiên mệnh á. Một thiên mệnh đó. Tất cả chúng ta đều có một cái sứ mệnh hết. Sứ mệnh nhỏ, sứ mệnh lớn, sứ mệnh này, sứ mệnh kia chúng ta đều. Chứ nếu không chúng mình đâu có ra đây. Đâu có đứng đây làm gì, đâu có đứng là trò chuyện với nhau. Đâu đốt pháo tưng bừng. Đốt pháo tưng bừng luôn. Bực lên. Khui champagne luôn. Sáng khui champagne rồi. Quá vui luôn. Khui champagne rồi. Tiếng là chú tới trễ khoảng tiếng anh ha. Không sao. Chú với Lộc Lộc thân rồi, quá gần rồi. Việc của Lộc làm là chú làm. Nhưng mà sáng nay anh không ra với em là anh bận một cái cú khác, một cái cuộc tiếp xúc khác cực kỳ quan trọng hơn. Nó có tính cách thế giới luôn, chứ đúng không rồi. Phải là ở chợ đây. Yeah. Thành ra nhân tiện đây để chú nói với Phi Phi lên về hỏi ngay Chí Định. Ngày hôm qua chú Nguyên Hà nói với anh cái chuyện gì? Anh chia sẻ cho em biết. Chí Định sẽ nói. Rồi. Là cái này anh cũng chưa, chú cũng chưa. Chưa nói Lộc nghe. Chưa có Lộc nghe. Chưa có nói cho Lộc biết là vì thiên cơ sắp khả lộ. Sắp khả lộ. Cực kỳ lớn, nó có tính cách quốc gia chứ không phải nhỏ. Rồi. Đó. Okay, không mà ngày hôm qua là vui lắm, ngày hôm qua mọi người suốt đêm mình không ngủ luôn mà. Nhiều người không ngủ suốt đêm lắm. Chú nhìn cái hình ảnh bà Melina, cái bà vợ thân yêu của nhiều cái hay quá. Chú nhìn cái cậu con trai của ông đứa. Trời ơi. Cái thằng bé này. Như là thiên thần nhá. Mình nhìn cái mình nhìn cái phong thái của nó đó, mình thấy thằng này nó không phải một thằng thanh niên bình thường. Mà mình nhìn, chú nhìn cái mặt của cái bà Melina đó cũng không phải là một người mẫu. Đẹp mà khuôn mặt gia đình không phải là đẹp theo cái kiểu không phải đẹp thiên thần á. Thằng boy á nó boy đẹp quá, nó có cái thần thái khác thường lắm. Nó có cái thần thái khác thường lắm. Thành ra thôi bây giờ thì nói chuyện cũng đã nhiều rồi, chú xin phép Phi Phi chú chạy đi có công chuyện. Ngày hôm nay là đại khái chứ thì trong những ngày tháng tới này chú nói với Phi Phi này, chú cháu mình sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Bởi vì kỷ nguyên mới nó đang được mở ra rồi, mà mình chú tưởng rằng chú sẽ không sống được đến ngày hôm nay để chú nhìn được cái ánh sáng này. Sống đến 100 tuổi mà nói gì? Không, chuyện sống lâu, sống ngắn, sống ngắn. Anh nói cho em nghe, anh đó có một cái đặc biệt hơn. Người ta đó là coi chỉ tay thôi, anh coi chỉ chân, anh Nguyên Hà sống tới 100 tuổi.
cái chuyện cái sống dài sống ngắn đó, đặc biệt là cái chuyện không quan trọng đâu Phi Phi. Cái quan trọng là mình làm được cái gì có ý nghĩa trong cuộc sống. Đây con chỉ đai rồi, con chỉ chân. Từ mấy chục năm nay đó, Lộc thấy này chú biến mất trên thị trường, đâu có ai biết Nguyên Hà là ai nữa đâu. Chú biến mất rồi, nhưng mà ngày hôm nay chú đã nói rằng kỷ nguyên mới mở ra rồi. Ánh sáng mới, mặt trời mới, tất cả mọi cái mới. Tụi mình yên tâm quá. Bắt tay nhau làm việc. Cảm ơn Phi Phi. Cảm ơn chú. Con rất là vui gặp chú với lại cô hôm nay nha. Rất là vui lắm á. Tất cả mọi người ở đây đều vui hết. Đừng chơi chạy cái gì nữa, không chơi đi nữa. Anh phải chạy rồi. Dạ, thôi chú đi. Ok, chú đi Phi Phi. Dạ, con chào chú. Về hỏi ngay chú. Dạ, dạ. Chúc mừng luôn nha. Tối hôm qua chú Nguyên Hà nói cái gì với ông? Dạ, dạ rồi. Vui quá trời vui. Okay, dạ chú đi. Rồi. Đi. Lên nè. Dạ bye bye cô. Phi Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, hôm nay Phi Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm đó là Nano Collagen Chai Peptide Chibi. Đa số ngoài thị trường quý vị sẽ bắt gặp Collagen Peptide với phân tử lớn từ 30 cho đến 100 acid amin. Nhưng riêng Nano Collagen Chai Peptide Chibi chỉ có 3 acid amin mà thôi, đó là phân tử nhỏ và có kết cấu bền vững nhất. Đây là một nghiên cứu mới trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Vì là phân tử nhỏ cho nên rất dễ dàng hấp thụ từ miệng ra da của chúng ta rất là gần, mà không cần phải đợi vào trong bao tử để có axit phân hủy như là collagen peptide. Với hương vị nhẹ nhàng, dễ dàng kết hợp với tất cả các thức uống của quý vị, nó có mùi vị giống như là rong biển. Bột Nano Collagen Chai Peptide Chibi được làm từ cá. Khi Phi Phi uống hộp đầu tiên thì Phi Phi thấy sự thay đổi rất rõ rệt trên làn da của Phi Phi, như là độ căng, săn chắc của làn da, độ bóng và độ mịn, sáng của làn da của mình. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa của mỗi người sẽ có sự thay đổi theo thời gian khác nhau. Nếu collagen peptide quý vị uống từ 10 cho đến 15 gram thì Nano Collagen Chai Peptide quý vị chỉ uống từ 4 cho đến 5 gram mà thôi, sẽ không làm cho quý vị ốm. Tại Nhật, Nano Collagen Chai Peptide được yêu cầu chăm sóc các vận động viên bị tổn thương và trong ngành làm đẹp của Nhật Bản. Có rất nhiều giấy tờ nghiên cứu về sản phẩm Nano Collagen Chai Peptide Chibi này. Hãy uống Nano Collagen Chai Peptide Chibi để trẻ, khỏe, đẹp mỗi ngày cùng với Phi Phi nhé. Quý vị có thể gọi điện cho Phi Phi 714-426-9088 để được tư vấn. Nếu quý vị mua 5 hộp, quý vị sẽ được tặng 1 hộp như thế này, thì với 6 hộp quý vị uống được 6 tháng. Chúng ta có thể vào website fifihomeshopping.net để tham khảo thêm nhiều sản phẩm nữa nhé. Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex. Quý vị nắm vào hai cái cạnh dưới của cái latex, quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếu lên cao rồi quý vị kéo xuống. Rồi, quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á, không có xương sườn, cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta xanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy không? Nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống cái này. Đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong nè, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình nó sách lên. Các bạn thấy nè, thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mà nó cũng bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Nó cũng là một trong những yếu tố mà nó giúp cho chúng ta giảm cân. Các
các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi Phi nha. Phi Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này nó không cấn vào ngực của mình đâu. Giữ như này nó ôm gọn hết, để nâng xiết rất là tốt. Nó không có bị đùng cái mỡ sống lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Sau khi quý vị mặc Belly Shaping Latex thì quý vị kết hợp mặc Slimming Body Suit để giúp giữ dáng thon thả đẹp suốt cả ngày, giúp che phần mỡ sau lưng một cách hoàn hảo và đẩy nâng ngực một cách gợi cảm, dễ dàng đi vệ sinh, thích hợp mặc bên trong áo dài và áo đầm trong những buổi dạ tiệc và lễ hội. I am 21 years old and I go to Cal State Long Beach. I'm studying business communication and this is actually my last semester, so I'm graduating in May. Recently I just took the 3 tablets for M. I actually heard about it through one of my Asian friends through Set Home Shopping. So that's how I got introduced to the product, and I recently, about a month ago, just tried it for the first time and I'm very pleased with the results. I was very surprised at the results. I didn't really know what to expect, but since it is all natural, that's why I was willing to try it. I like things that are natural, not having chemicals or anything, especially when you're putting it in that sensitive area. So I tried it, and after the first day, obviously, there was like some discharge coming out, which I expected from reading about the product. The second day was about the same thing, and by the third day, it was almost like a slush of just the lining coming out of the vaginal canal. So once I took the 3 tablets, it took about, I would say, a week for everything to just flush out, and I'm very satisfied with the results. I would recommend it to anybody, not just my personal friends. I think it could be useful for anybody of any age group. It's good for younger people, older people. I know it's very helpful for people who have had babies or have gone through menopause. Because the main results that I experience is it tightens, and then it gets rid of any odor that may be there. And the biggest thing I noticed was actually the sensitivity. That was the best part. Mình là Vi Đặng và năm nay Vi 26 tuổi. Hôm nay Vi muốn giới thiệu đến các bạn gái và các chị em phụ nữ một loại thuốc cực kỳ hữu dụng, thuốc em. Thuốc được làm từ 100% thảo dược và Vi đã sử dụng được 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 tháng. Thuốc là dạng viên đặc và âm đạo và giúp cho bạn gái chúng mình ngăn ngừa các bệnh phụ khoa như là viêm, ngứa, nấm và đặc biệt là huyết trắng. Và các bệnh phụ khoa này hình như các bạn nào cũng đã từng gặp phải. Và bên cạnh đó em còn có một tác dụng chính nữa, đó là giúp cho thay đổi hình dạng và kích thước của âm đạo, giúp cho các bạn gái sẽ tự tin hơn và tăng hưng phấn hơn trong việc quan hệ tình dục.